Hello mọi người, ở khoảng xa này mọi người nghe rõ được không? Hôm nay anh em test cái chức năng chống rung trên iPhone 13 Pro Max, và một cái test nữa là cái test cái mic thu âm không dây có mã là Boya BI mới 6-2. Thì hôm qua thì anh em vừa mua cái bộ này với giá là 3,7 triệu, và thêm một cái combo, thêm một cái cổng Type-C kết nối iPhone 3.5 này nữa là thêm 300.000 nữa là 4 triệu. Thì trước đây thì anh em chỉ thấy là trên cái fanpage Cao Bằng Hóng ấy, anh em chỉ live stream bằng cái mic Boya này thôi. Cái mic này thì cũng có hay, thu âm rất tốt, tuy nhiên thì với một số, trong một số điều kiện thì khi mà chỉ cần khuất một chút thì nó sẽ mất tín hiệu. Tuy nhiên thì lên trên mạng thì thấy cái bộ mic mới này thì có cái tính năng là thu âm sóng khỏe, và cái thứ hai nữa là với những cái điều kiện góc khuất rất là tốt, vẫn thu âm được. Và một cái điều quan trọng nữa là cái mic này nó rất hợp với những cái chương trình kiểu talk show ấy, phỏng vấn hai người thì mới có thể là nó sẽ có cái hai mic để chúng ta có thể tác nghiệp với nhau. Và bây giờ thì sẽ chuyển sang cái mic của chuyên xem như nào. Hello, chào tất cả mọi người. Và nói rằng hôm nay rất là tuyệt vời, sếp thì cũng rất là chiều tôi khi mà quyết định đầu tư đôi mic của nhãn hiệu Boya. Cái mic lần trước mà chúng ta đã cùng nghe trên Cao Bằng Hóng đó là chỉ sử dụng một mic thôi. Nhưng ngày hôm nay thì cái bộ mic này có hai mic. Anh Cương đang dùng một mic và tôi đang dùng một mic. Thì khi mà sử dụng hai mic thì sẽ có mức độ tương tác với quý vị khán giả được nhiều hơn. Và cái hay ở cái mic này đó là cái khoảng cách giữa mic và máy nó được xa hơn, và thứ hai là nó chống được cái phần khuất. Ví dụ là tôi đứng sau bức tường thì cái mic này nó vẫn bắt được và sẽ không có hiện tượng mất sóng, ngập ngừng tiếng nói như mọi lần mà quý vị thỉnh thoảng chúng ta vẫn xảy ra, đúng không ạ? Có hiện tượng kiểu như mất sóng ấy, nó tập tịt ấy. Khi nói 10 chữ thì chỉ nghe được 7-8 chữ thôi, đấy là những cái hiện tượng mất sóng của mic. Nhưng hiện nay thì anh em chúng tôi đang test và thấy đang rất là ổn. Hy vọng rằng với đôi mic này thì sắp tới Cao Bằng Hóng sẽ tiếp tục tương tác với quý vị khán giả được hay hơn và thú vị hơn. Và để có những cái thước phim này có lẽ chúng ta cũng phải cảm ơn AD Phạm Vũ Tuyền đã có những cú đi gimbal rất là mượt. Tuyệt vời. Xin tạm dừng thế thôi, chỉ review ngắn ngắn vậy thôi. Cảm ơn mọi người.